tập yoga rất là nhiều năm rồi và cũng có thể coi là luyện tập chuyên nghiệp, bởi vì là mình mỗi ngày mình đều dành thời gian luyện tập yoga. Và yoga thì nổi tiếng là cái bộ môn mà sau khi tập mình cảm thấy là thư giãn và thoải mái. Nhưng mà phải nói là sau những cái bài tập khó, sau những cái lớp nâng cao, hoặc là sau khi làm những cái động tác khó, hoặc là cái thời gian luyện tập của mình nó dài hơn thường ngày một chút, thì là rất là khó chịu vì các cơ rất là căng và cái vùng cổ vai gáy bị tác động rất là nhiều bởi các động tác. Này, bác sĩ tác động chính xác vào, người ta nhìn thấy này, cổ vai này nó chị rất là mềm mại rồi này, không sờ rất là mềm, cơ không còn bị cứng nữa, chị cảm thấy rất là dễ chịu sau cái buổi trị liệu ngày hôm nay. Không ngờ là cái tác dụng của nó lại rất là nhanh và nó hiệu quả đến như thế, cảm thấy cơ thể mình thoải mái gần như là gấp đôi luôn. Bởi vì là những cái vấn đề như là đau mỏi lưng này, căng cơ này, rồi đau cổ vai gáy này chấm dứt hoàn toàn. Và sau trong cái quá trình trị liệu thì mình cảm thấy là hàng ngày thì cái sự luyện tập của mình nó đã đạt hiệu quả hơn rất là nhiều. Các động tác mình làm được nó cũng tối đa hơn, mình luyện tập dai sức hơn và không có quá mệt mỏi khi sau khi mình luyện tập cái quá trình luyện tập của mình. Sau cái đợt trị liệu này thì mình nhận thấy rằng là cái việc trị liệu nó cũng không kém phần quan trọng so với việc luyện tập thể dục thể thao. Và cái điều mà mình thích nhất trong cái việc điều trị trị liệu lần này là cái việc trị liệu nó không có mâu thuẫn hoặc nó không có ảnh hưởng gì đến cái quá trình luyện tập của mình. Hàng ngày mình vẫn luyện tập và một tuần thì chị dành một cái khoảng thời gian nhất định, khoảng từ 60 đến 90 phút để đến Dr. Island để chăm sóc lại cái cột sống của mình, chăm sóc lưng, chăm sóc cái vùng cổ vai gáy của mình để nó hỗ trợ cho cái việc luyện tập của mình một cách tốt hơn. Mình thấy hai cái việc này nó bổ trợ cho nhau rất là tốt và mình rất là hài lòng vì đã tìm được một cái phương pháp mà nó giúp mình để có thể chơi thể thao một cách dẻo dai hơn và linh hoạt hơn.